một thứ nghề chỉ cần đứng một chỗ mà xúc được tiền. Vì lợi nhuận quá lớn, người ta không cần ai cấp phép, cũng chẳng cần quan tâm đến quy định của pháp luật. Nạn khai thác cát ở huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận trở thành vấn đề nhức nhối của địa phương, gây ra rất nhiều hệ lụy. Không chỉ khai thác cát trái phép, nhiều cơ sở tuyển rửa cát còn xả trực tiếp xuống suối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Những dòng suối trong xanh hôm nào chỉ vì nạn khai thác cát trái phép mà đã đục ngầu, dần trở thành những dòng suối chết. Kỳ 1 của phóng sự điều tra này là những hình ảnh được phóng viên báo Thanh Niên mật phục ghi nhận sau nhiều ngày đeo bám quá trình vận chuyển của quân đoàn xe ben ra vào các bãi cát lậu ở huyện Đức Linh. Cũng trong quá trình này, phóng viên đã phát hiện ra một cơ sở chuyên sàng lọc cát nằm ngay cạnh bờ suối Giao Huynh thuộc địa bàn xã Đông Hà. Đây cũng là nơi tuyển rửa cho điểm khai thác cát lậu thứ nhất nằm gần trại vịt trong kỳ 1 của loạt bài điều tra này. Điểm tập kết cát được bao quanh bởi tường rào, xung quanh trồng cao su và tràm. Trước lối vào cơ sở này luôn có nhóm người túc trực cảnh giới, nếu phát hiện người lạ sẽ thông báo cho nhau. Theo phản ánh của người dân địa phương, con suối Giao Hình trước đây rất trong, song những năm gần đây luôn trong tình trạng có màu trắng sữa do quá trình sàng lọc cát rồi xả vô tội vạ xuống lòng suối. Chiều ngày 14 tháng 12 năm 2020, phóng viên báo Thanh Niên ghi nhận tại đây có nhiều đống cát thành phẩm chất cao như núi. Máy móc đang rầm rộ sàng lọc cát với công suất lớn. Tại bờ suối, hai xe cuốc hoạt động liên tục, trong đó một xe cào phôi cát, chiếc còn lại hối hả múc cát đổ lên máy sàng. Nhân công thì hì hục cào rác trên mặt lưới đổ xuống suối. Nước tuyển rửa cát có màu trắng sữa từ công trình ùn ùn xả trực tiếp ra suối Giao Huynh. Cứ như vậy, quá trình sàng lọc cát diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều, tiếng động cơ máy móc ầm ầm náo động cả một vùng. Theo tìm hiểu, khu đất có bãi tập kết tuyển rửa cát này chỉ được cấp phép cải tạo công trình làm nhà yến kết hợp hồ nuôi cá và khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, đầu nâu đã tận dụng khu vực này làm nơi hoạt động sàng lọc mua bán cát. Chiều ngày 15 tháng 12, phóng viên báo Thanh Niên đã đi theo đoàn kiểm tra của huyện Đức Linh đến gặp chủ cơ sở này. Đối với hành vi xả thải vô tội vạ xuống lòng suối Giao Huynh gây ảnh hưởng nguồn nước, chủ cơ sở thừa nhận việc làm của mình sai và sẽ chấm dứt. Tuy nhiên, ông này còn chày cối cho rằng nếu không xả dưới suối thì chẳng biết xả đi đâu, và rằng dòng suối ô nhiễm không phải do một mình ông gây ra. Ngày 13 tháng 12 năm 2020, ống kính phóng viên báo Thanh Niên còn ghi được cảnh xe cuốc múc đất từ công trường tại khu vực suối chết thuộc thôn 22 xã Đông Hà, huyện Đức Linh, rồi đưa lên xe ben chở đi đổ san lấp mặt bằng tại nhiều điểm dọc tỉnh lộ 766. Điểm khai thác này là của một nhóm người tự ý tổ chức làm trái phép và đã hoạt động được một thời gian. Dù từng bị lực lượng chức năng lập biên bản xử lý, nhưng nhóm này vẫn ngoan cố tiếp tục đào bới, khai thác như thách thức cơ quan chức năng. Theo người dân ở đây, cũng chính vì bị khai thác đất trái phép nên mỗi khi mưa xuống, dòng suối chết bị đục ngầu, ô nhiễm. Chính quyền xã Đông Hà cũng đã có nhiều hành động kiên quyết và nhiều lần xử phạt, thậm chí đề nghị xử lý hình sự đối với đầu nậu đang hủy hoại dòng suối chết. Tuy nhiên, mỗi ngày dòng suối chết vẫn đang bị những kẻ tham lam tàn phá, gây sạt lở đất đai của người dân xung quanh và thay đổi dòng chảy của con suối vốn đã mang cái tên rất tội nghiệp. Sau kỳ 1 của phóng sự điều tra này được đăng tải, chiều ngày 21 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có văn bản chỉ đạo khẩn, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Đoàn Kiểm tra Liên ngành khoáng sản của tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Đức Linh cùng các đơn vị địa phương liên quan có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, làm rõ các thông tin. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm, nếu đủ điều kiện thì kiên quyết chuyển hồ sơ cho công an để xử lý hình sự theo quy định. Đồng thời, đề xuất tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm trách nhiệm của tổ chức cá nhân và người đứng đầu địa phương. Những thông tin tiếp theo sẽ có trong kỳ 3 của loạt điều tra
xâm nhập thủ phủ cát lậu ở Bình Thuận được đăng tải trên các nền tảng của báo Thanh Niên vào ngày 23 tháng 12 năm 2020. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.